Ok, xét đấu thứ hai giữa Nguyễn Thiên Tuấn của Hà Nội và Quốc học của Bộ Công an. Điểm số đầu tiên cho Quốc học 1-0. Học ơi, cứ đập đi Học ơi. Đập cho nó quen. Xe này không cần thả nữa đâu. Ôi, vẫn qua một đều. Vẫn thu được 9-3 rồi. Được cái chứ nhỉ? Trong hay viết. Bên kia Bắc Giang và Bắc Ninh khá hay. Xét 1 Bắc Ninh thắng nhưng xét 2 thì Bắc Giang đang dẫn điểm 13. Kênh YouTube của em là Sport Hùng Badminton nhá. Rồi, Quốc học bon lên rồi. Kê cầu lôi. Điểm 2-1 cho Quốc học. Tự tin lên em. Giống nhỉ? Ừ, giống. Nhỏ nhỏ mặt. Rất tiếc chém cầu vào lưới. Điểm 2 đều cho Tiến Tuấn. Đang đánh bon nhỉ? Không đánh đánh dẫn hay đấy nhỉ? Bắc Giang Bắc Ninh như hay phết nhỉ? Đẹp lắm. Điểm hai đều. Cầu ngoài mất rồi em ơi, ổn định thôi. Hay hết nhỉ? Trông nó xong xong sắp thôi, trông khỏe hết. Ba hai. Kia là thay áo rồi đấy, đi với nó đấy. Không thủ được rồi, đập khó quá. 4-2 cho Tiến Tuấn. Chưa có đôi mọi người ơi. À, đôi bên kia nói chung trận đấy không hay đâu. Không hay đâu mọi người ạ. Hai đôi chính thức bị loại rồi. Hai đôi loại rồi, đánh thủ tục thôi. Tí nữa xem đôi của Bộ Công an với Hà Nội đánh mới hay. Trong sân. Trong sân chuẩn tay hơn rồi đấy. Điểm 3-4. Dạ. Đâu thủ tục đâu. Tranh nhất mà. Trận này tranh nhất gì bảng. Vâng, nhất gì bảng mà. Hay lắm em ơi. Từ từ chắc chắn rồi. Được vào nhưng mà tranh nhất gì. Chém cầu hỏng từ Tiến Tuấn. Nhất thì phải gặp điểm 4 đều cho Quốc học. Gì gặp Sài Gòn. Đồng đội không phải huấn luyện viên đâu mọi người. Ngoài sân 5-4 cho Tiến Tuấn. Pha cầu rất khó. Kéo lưới rất hay, rất tốt. 6-4 cho Quốc học. Cố lên em. Quốc Việt có đánh nhờ. Quốc Việt đang ngồi ghế của huấn luyện viên. Bình tĩnh em ơi. Có lưới lỗi từ Tiến Tuấn. Sang hai này, sang hai này. 7-4 cho Quốc học. Quốc Việt chưa đánh nhỉ? Quốc Việt tí đánh đôi cơ. Hay rồi. Quốc học tự tin hơn rồi. Quốc học di chuyển rất hay. Không ngoài sân. Không ngoài ngoài quá nhỉ. Không chuyên ngoài. 5-7. Di chuyển rất hay. Không.
Trận trước là Hà Nội thắng nha mọi người. Lê Thành Lâm đánh set 3 rất hay. Thắng sâu luôn. Được đấy nhỉ. Ăn lại rồi. Biết nào một lần. Trận đấu thứ hai giữa Bắc Giang và Bắc Ninh đang là 13-4. 13-4 cho Bắc Giang. Chém cơ hỏng từ Tiến Tuấn. Điểm 8-5 cho Quốc Học. Cố lên em ơi. Cấu hỏng được Tiến Tuấn, 9-5 cho Quốc Học. Phạm Thịnh Bộ Công An vừa mới thua Lê Thanh Lâm rồi anh ơi. Cầu trong sân 15 cho Quốc Học. Học cố lên. Mười một năm cho Quốc Học và nửa set đấu thứ hai đã trôi qua, lợi thế đang cho Quốc Học. Liệu Quốc Học có thể tận dụng được cái cơ hội này không? Liệu rằng anh Quốc Việt sẽ chỉ đạo như thế nào? Tiến Tuấn cũng không phải không tâm lý đâu mọi người ạ. Tiến Tuấn cũng bị ảnh hưởng tâm lý và Tiến Tuấn trong khi đánh thì huấn luyện viên nói cũng khá nhiều, có lẽ là đó là nguyên nhân ảnh hưởng đến tâm lý của Tiến Tuấn. Lợi thế rồi em ơi, bình tĩnh lên, từ từ thôi. Đánh ly vào. Cho một quả hồng thua sâu nha. Trận Bắc Giang và Bắc Ninh đang là 15-8 cho Bắc Giang. Nhưng chưa biết thế nào đâu. Trận 1 thì Bắc Ninh thắng nha mọi người. Còn hai trận đơn trước thì Bắc Ninh thắng hết. Hai trận đơn trước Bắc Ninh thắng hết. Chúng ta trở lại trận đấu giữa Tiến Tuấn và Quốc Học nào. 11 năm cho Quốc Học. Non rồi. Ôi oai. Đổi điểm 6-11. Quốc Học cứu cầu rất tốt. Quốc Học chỉ cần bon ổn định thôi. Bỏ cầu không tốt, cầu vẫn trong sân. Điểm rút ngắn 7-12 cho Tiến Tuấn. Đội tiếp theo sân số 1, đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh và quân đội. Trận đơn thứ 3, Thanh Long và đội Thành phố Hồ Chí Minh chung ý sẽ đội quân đội điều hành trận đấu là Tiến Thanh Tuấn và đội cầu Thanh Tùng. Đội tấn công. Không nào. Chém ngoài bây giờ. 8-12 cho Tiến Tuấn. Nạt lắm rồi đấy. Quốc Học vẫn khá tâm lý, đang rất tâm lý. Nó trẻ con mà. 205 chứ. 205 mà mặt nó chưa dậy thi đâu. Nó trẻ con thôi. Học cấp 2. Ui giời. Một cầu tốt. Vâng, lớp 8 rồi. Hay quá nhờ. Cầu trong sân. Trong ở đấy trống. Đấy, bạch. Một pha cầu rất bất ngờ của Quốc Học.
điểm 13-8, khoảng cách vẫn là 5 điểm, cố lên Quang ơi. Quả đấy trong nhiều. Bé mới tham dự lần đầu gặp toàn các thủ kia. Tiếc quá em ơi. Chắc chiêu học ơi. Ôi. Đội điểm 9-15 cho Tiến Tuấn. Thế cầu tốt. Tấn công tốt, vâng, đập rất chuẩn. Cầu trong sân mà. Có vẻ Quốc Học bắt đầu chịu công rồi đấy. Lấy chắc không tự tin vào công. Đập hiểm hết đây. Điểm 14-9 cho Quốc Học. Vẫn với được kìa, hay quá nhỉ. Không được rồi. Đội điểm 10-14. Quyết tâm lên em. Truyền cảm hứng cho các vận động viên phong trào nào. Đội điểm 10-14 cho Tiến Tuấn. Lối đánh của Quốc Học cũng là an toàn và bình tĩnh mà, nhưng mà phát cầu ngắn. Điểm 15-10 cho Quốc Học, cố lên. Ngoài sân 16-10 cho Quốc Học rồi. 16-10 rồi. Quốc Học sinh năm 99 đấy mọi người. Tiến Tuấn 2K 2K1. Rất đáng tiếc ngoài sân một chút ạ. Đổi điểm 11-16 cho Tiến Tuấn. Chuyền lửa cho anh em phong trào nào, Quốc Học ơi. Hay thế nhở. Đấy. Lập cường ngoài sân. 17-11 cho Quốc Học. Trận đấu thứ hai bắt đầu hay rồi. Trận 1 thì Quốc Học cóng, nhưng trận 2 bon rồi. Đỡ tâm lý rồi. Dã man chưa, trận bên kia Bắc Ninh phải nói là tinh thần thi đấu kinh khủng. Đuổi điểm thua gần chục quả, bây giờ đuổi xa rồi, 16-17 rồi. Mười tám mười một cho Quốc Học, tự tin rồi. Mười bảy đều rồi, sợ không? Nãy thì 13-4, bây giờ 17 đều rồi. Bật ngược luôn. Bắc Ninh bật ngược 18-17 rồi, dã man thật. Ok anh em tiếp tục cổ vũ Quốc Học nào. 18-11 cho Quốc Học trong trận đấu thứ hai. Quốc Học chuẩn cầu rồi, Quốc Học lì lắm. Cầu ngoài sân 19-11 cho Quốc Học. Vâng, lúc này Quốc Học đánh ra ngoài nhiều, còn bây giờ đến lượt Tiến Tuấn. 19-11. Vâng, một pha chém cầu lắt léo, Quốc Học đã bị di chuyển sai phương hướng. Đổi điểm 12-19 cho Tiến Tuấn. Quốc Học 12-19. Xoa kìa. Bình tĩnh em ơi. Không làm thế. Chắp chiêu đây. Quốc Học dùng khăn lau mồ hôi của Hùng nhá. Xin chào 666 người xem, mỗi người ủng hộ Hùng, ủng hộ Quốc Học bằng một cái chia sẻ đúng không ạ? Đâu để nhiều người được xem vận động viên phong trào Quốc Học thi đấu với Tiến Tuấn nào. Chưa ông có kết bạn với Tiến Tuấn nhưng mà nó đổi nick rồi, chắc mất nick. 13-19. Đánh xuống. Rất bình tĩnh.
chém. Được. Chém cầu lật lưới rất hay. 20-13 cho Quốc Học trong set đấu thứ hai. Kết thúc trận đấu thuộc về Quốc Học. Ở ngoài sân 21-13 Quốc Học trong trận đấu thứ hai rất hay. Chúng ta quay sang trận bên kia nhá, bên kia đang căng, bên kia đang rất căng. Phía gần màn hình là tay vợt Bắc Ninh, phía xa màn hình là tay vợt Bắc Giang, Văn Hải, Bắc Giang và Bắc Ninh. Điểm đang là 20-19 cho Bắc Ninh. Phải nói tay vợt Bắc Ninh quá dã man, bị dẫn 13-4 mà vẫn đuổi kịp. Cầu ngoài sân 21-19, phải nói là một trận đấu lội ngược dòng siêu kinh điển của tay vợt Nam đến từ Bắc Ninh. Quá kinh khủng. Nãy nhìn sang 13-4, Bắc Giang dẫn mà bây giờ vẫn thua ngược. Ok anh Xuân Trung, cảm ơn anh đã theo dõi ủng hộ kênh YouTube của em nha. Mọi người muốn xem những trận đấu hay ở chế độ cao nhất, chế độ Full HD 1080p thì hãy truy cập kênh YouTube của Hùng. Kênh YouTube có tên là Sport Hùng Badminton. Bắc Ninh Hưng Con hôm nay không ra sân đánh đơn nha. Hưng Con chắc chỉ đánh đôi thôi. Mà hình như Hưng Con không đánh này. Hôm nay Hưng Con không xuất hiện ở sân luôn. Hưng Con cặp với Đức, Trung Đức thì mới chuẩn. Mới gọi là mạnh nhất, hôm nọ còn bật đôi Hồ Chí Minh cơ. Bắc Giang bây giờ đánh đôi rồi. Chúng ta tập trung xem nốt trận của Quốc Học nha. Quốc Học đâu rồi nhỉ? Tỷ số đang là 3-0 cho Bắc Ninh nha mọi người. Bắc Ninh thắng rồi, Bắc Ninh chắc chắn giải 3 rồi. Bắc Giang đánh trận còn lại thì thủ tục thôi. Ok, người truyền cảm hứng Quốc Học đã vào sân. Anh em phong trào luôn rồi. Tiếp tục cùng chia sẻ live stream và tiếp tục cổ vũ cho Quốc Học nào. Quốc Học cố lên nào. Mỗi người comment ai muốn cổ vũ cho Quốc Học, comment Quốc Học cố lên nha. Comment Quốc Học cố lên nha. Quốc Học set 2 thắng ngược lại 21-13 nha. 21-13. Bây giờ đánh set thứ 3 đây. Ok, chúng ta đến với trận đấu set thứ 3 giữa Quốc Học của Bộ Công an và Tiến Tuấn của Hà Nội. Cầu ngoài sân. Điểm số đầu tiên cho Quốc Học. Xung đi em ơi, Quốc Học xung đi. Hạ gục tuyển quốc gia anh xem nào. Phong trào hạ gục tuyển quốc gia nào. Ok, Quốc Học phải thắng trận này thì sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều anh em. Chém cầu rất tốt của Tiến Tuấn. Điểm 1 đều. Hà đánh cho Bắc Giang chứ anh ơi. Tân Hà của Bắc Giang nhá. Rất đáng tiếc, ngoài cờ, ngoài sân. 2-1 cho Tiến Tuấn. Ok, Bảo Phát, Quốc Học đang học Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh nhá. Còn Quốc Học đang tập trên tuyển quốc gia, cũng trên Bắc Ninh. Hay lắm em ơi. Đập đi. Rồi, hai đều cho Quốc Học. Hello cô Nguyễn Thúy, hello Phong Phương nha. Chúng ta cổ vũ cho người truyền cảm hứng nào. Người truyền cảm hứng mà thắng xếp này còn truyền cảm hứng cho nhiều anh em phong trào cố gắng hơn.
Cây cầu rất tự tin ở Quốc Học, không còn rồi. 3-2 cho Tiến Tuấn. Bây giờ mấy ông nào lại chém gió sang Tiến Tuấn yếu quá đây. Có xem xét một không? Tiến Tuấn bây giờ đánh ngoài Bắc này gần như là nhất nhì rồi. Hưng con hôm nay không đánh chị ơi, hôm nay Hưng con không đánh đâu. 3-2 cho Tiến Tuấn, cô học cố lên nào. Kề lỗi rồi, 4-2. Bốn hai cho Tiến Tuấn. Ngoài mất rồi Học ơi. Sao cứ đứng sân bên kia là ngoài là sao? 5-2 cho Tiến Tuấn. Cô Học cần tập trung hơn nào. 3 mình gặp đôi kia hơi mạng. Ngoài. Đấy. Ôi, sao ơi, nguy hiểm thế em. Non rồi, lỗi. Người truyền cảm hứng cố lên. Sân bên kia cứ đánh ra ngoài nhỉ. Trong trận này đánh như dưỡng sinh. Trận này thủ tục. Ngoài sân. Đội điểm 36 cho Quốc Học. Học 88 à. Hay lắm. Điểm 46 cho Quốc Học, bắn lưới rất nhanh. Trang YouTube của em là Sport Hùng Badminton nhá. Mọi người có thể xem lại tất cả những trận đấu hay của giải đấu này. Hay lắm Quốc Học ơi, vẫn còn. Rất cố gắng nhưng không qua rồi. 7-4 cho Tiến Tuấn. Cát đi Học ơi, cố lên. Bình luận viên của Bộ Công an em cổ vũ. Bình luận viên của Bộ Công an. Em cổ vũ cho Quốc Học. Cầu không qua lưới. Đội điểm 5-7 cho Quốc Học, một điểm nữa thôi nào em ơi. Học cố lên nào. Vâng, cầu rất xa từ Tiến Tuấn. 8-5 cho Tiến Tuấn. Nhưng mà anh Giang hả? Thì anh ấy bảo trận Bắc Giang và Bắc Ninh này, Bắc Ninh cũng bảo vượt trội hơn hẳn. Điểm đang là 13 cho Bắc Ninh cơ. Hay lắm Học ơi, cố lên em ơi. 6-8 của Quốc Học, hay lắm em ơi. Có điểm nữa nào. Đây xét 3 nha, trận đấu giữa Quốc Học và Tiến Tuấn. Hay lắm em, Momota đi rồi. Bay người tiếp. Hay lắm Học ơi. 7-8 Quốc Học cố lên. Rất nhiều fan của Quốc Học đang ngồi đây. Đội gặp Bắc Ninh để vũ cho người truyền cảm hứng Quốc Học. Ôi, Bắc Ninh lại hay thật, 11-4 rồi. Thủ quả quá hay luôn. Bắc Ninh nó trên hẳn ba đơn nó ăn rồi, chẳng lẽ nó ăn 5-0. Ôi, cầu trượt tiếp quá nhỉ. 9-7 cho Tiến Tuấn. Thầy giáo giảng viên. Giảng viên của Bắc Ninh dạy ở trường thể thao Bắc Ninh. Bên kia chênh lệch các mọi người ơi, Bắc Ninh đang dẫn 11-4. Quốc Học cố lên nào, 8-9 nào.
Rồi, hay lắm, Ngọc ơi, cố lên. 89. Ok, cô Học cố lên, đang cổ vũ cô Học đây, 89 đều đi em ơi. Thoải mái lên Học ơi, thoải mái lên. Đánh thoải mái thôi. Đánh ly vào. Ui, phí đấy. 18 cho Tiến Tuấn, vâng, cô Học vẫn chưa thể đuổi kịp. Đôi nam Bắc Ninh Hưng với Xuân Huy nhanh ơi. Đúng. Đúng rồi, Xuân Huy và Trung Đức. Trung Đức nhầm Đức. Hưng con hôm nay không thấy ra. Hưng con trận đánh bài không ra sân. Hay lắm Học ơi, trận cầu tốt. Ngoài đúng rồi. Ôi ôi, tiếc quá Học ơi. 11-8. Cần một liều doping cho Học. Mười một tám cho Tiến Tuấn. Ok, hôm nay anh Tuấn Anh của Bắc Ninh đánh đơn thắng rồi nhá. Thắng đơn 1, Tuấn Anh thắng đơn 1. Xuân Huy thắng đơn 3. Với Thịnh đơn đơn 2 là Tiến 4 thắng. Đây là đôi, đôi 1. Đôi 1 thì Bắc Ninh cũng đang dẫn trước 15-6. Không phải Thịnh thua. Thua. Lê Thành Lâm. Lê Thành Lâm là như hay. Lê Phát lại thua với Tiến Minh à? 2-1 đúng không? Tiếp theo 1, 2. Thì còn thể lực mà đang sung thể lực có mới đang đổi sân được thắng đấy. Đổi sân thắng đấy, cô Học cố lên. Ok, chúng ta trở lại với trận đấu thứ 3 giữa cô Học và Tiến Tuấn nào. Tiến Tuấn đang dẫn trước 11-8. Nhưng không tin rằng với lợi thế sân như này Quốc Học. Vẫn rất bình tĩnh. Chết rồi. Mất chân. Mất chân rồi. 12-8 cho Tiến Tuấn. Đoán thắng 1 mà mấy không. Công an mới 1 trận thua. Đây là trận thứ 2. Hay lắm Học ơi. Hay lắm. Cầu trong sân. Điểm ghi là 9-12 cho Quốc Học. Chậm thôi, chậm lại. Quốc Học cố lên. Hơn 700 anh em đang cổ vũ đấy rồi. Nghìn rồi, 700 gì nữa. Lắc quả này, cầu có chiếc thật. Vẫn thủ được, hay lắm. Rất bình tĩnh, nói là Quốc Học cực kỳ bình tĩnh. Có qua được đợt tấn công hay không? Quả đấy cũng sâu mà, không đập được. Âu! Còn nhau, đúng, vẫn còn. Cố lên, cứ cố lên! Cố lên! Đuối rồi. Nãy quả ngoài không bảo. Không quả không ngoài đâu. Quả ngoài đi đỡ rồi. Không ngoài đâu, đoạn nhìn thôi. Cầu nó rơi. Thằng Tuấn cũng mệt rồi. Tiến Tuấn cũng mệt rồi. Quốc Học cố lên. Hơn 1.000 người xem đang cổ vũ cho Quốc Học. Chưa bao giờ live stream hùng có nhiều người xem thế. Chơi thật khôn với cháu ạ. Khôn còn mệt. Cơ bản là ai cũng muốn khôn chứ. Đấy, xe thứ 3 nhá. Quốc Học đang bị dẫn 13-9 rồi, khoảng cách 4 điểm rồi. Liệu có điều bất ngờ hay không? Trận này tái hiện lại trận chung kết sinh viên này. Ok,
học chú ý cầu ngoài nhá. Cái thằng học mà để có một mọi người nhất Bắc Ninh, thằng học đánh đơn hay không học ra? Nói chung là không thể nói được, không so sánh được. Trên sân số 1, đồng đội Nam Thành phố Hồ Chí Minh và quân đội trận đấu thứ nhất Hải Đăng Giao Huy đội Thành phố Hồ Chí Minh. Đức Phan hai thằng chưa đánh nhau. Thôi biển rút ngắn 10-13 cho quốc học. Chậm lại, cứ chậm lại, bình tĩnh thở lại em ơi. Học sung lên. Tốt, tốt, hay lắm. 11-13, người chuyên cảm hứng cố lên. Rất khẽ rồi á, quả nữa căng rồi. Đập xuống. Hay thế nhỉ? Đường cứu cầu rất tốt. Vẫn còn. Vẫn còn, hay lắm, tấn công. Xong rồi. Hay quá nhỉ? Cố lên em ơi. Bên vào. Đường cầu rất hay, thằng cờ với Quốc Học và Tiến Tuấn. Quốc Học, Tiến Tuấn cũng rất mệt rồi. Mười bốn, mười một chưa có gì cả. 4-0. Đánh cho chậm 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 Hoàng Anh mồm ông to quá. Dương Quốc Toàn. Bắc Ninh xét 1 thắng đậm nhưng xét 2 đang bị dẫn trước 5-1. Cơ hội tấn công. Ngoài mất rồi. Học ơi, cứ tự tin quả đập vào em ơi. Cố lên. 15-11 cho Tiến Tuấn. Chưa chưa đấy à. Ôi rồi, tiếc thế nhá. 16-11. Vướng quá. Rất lăng từ Tiến Tuấn 17-11. Học trai vô. Rất nhiều các khán giả đang cổ vũ cho Quốc Học. Rất tốt, ép góc nhanh. Điểm số rút ngắn 12-17 cho Quốc Học. Cố lên, cố lên, còn nhiều mày. Ăn một giây đi, sỏi có gì đâu. Ngoài mất rồi. 18-12 cho Tiến Tuấn. Học Nguyễn là của Quốc Học đi. Học Nguyễn chính là tay vợt trẻ sinh năm 2000 được đại học sư phạm Hà Nội vừa mới vô địch cúp truyền hình tỉnh Bắc Ninh. Một tay vợt trẻ đến từ Hà Nội. Một tay vợt trẻ tài năng cầu lông sinh viên cũng tên là Học. Nhất cúp truyền hình tỉnh Bắc Ninh vừa rồi. Đang cổ vũ cho Quốc Học. Rồi tiếc thế nhờ. 19-12 cho Tiến Tuấn. Dừng một nhịp. Thua vẫn được đánh tiếp nhờ. Trận này chỉ là trận tranh nhất nhì bảng thôi. Trận này tranh nhất nhì bảng.
nếu mà Nhật Bản thì sẽ nhẹ hơn. Nhật Bản thì sẽ nhẹ hơn, không phải gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Biết đâu ngày mai chúng ta được xem Quốc Học đánh Hải Đăng thì sao? Đập cầu hôm qua lưới, điểm rút ngắn 3-9 của Quốc Học vẫn còn hy vọng em ơi. Học mai gặp Tiến Linh đi. Hỏi em Quốc Học thích gặp Tiến Minh hay gặp Cao Cường hay là gặp Hải Đăng? Hải Đăng chọn Tiến Minh đấy. Sao gặp Hải Đăng? Quốc Học chắc đánh đơn 2 gặp Hải Đăng. Tiếp theo mọi người, mai được xem Quốc Học đánh với Hải Đăng hoặc đánh với Tiến Minh nhá. Thế cầu rất lắc từ Tiến Tuấn. 20-13. Qua dầm nào. Bác cuối nào, bên nào. Vẫn thủ qua, Tiến Tuấn bay người. Rồi. Tiến Tuấn quá xuất sắc, 21-13. Vâng, tỷ số giống xếp 2 nhưng chiến thắng là thuộc về Tiến Tuấn. Dù sao thì cũng khá khâm phục Quốc Học vì có thể đánh căng kèo với một trận vận động viên chuyên nghiệp, chúng tôi tuyển vận động viên Việt Nam như thế. Quốc Học là vận động viên phong trào thôi. Tuy nhiên sau giải đấu này rất có thể Quốc Học sẽ chính thức được nhận vào Bộ Công an và sẽ được tập chuyên nghiệp hơn.